Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 4 bài 31 luyện tập. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính rồi thử lại. Câu A. Phép tính thứ nhất. 38.726 cộng với 40.954 bằng bao nhiêu? Ở đây để thực hiện phép tính này thì các em sẽ tiến hành cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Thì từ phải sang trái, đầu tiên các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị chúng ta có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Tiếp đến là hàng chục. 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Tiếp đến là hàng trăm, 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Tiếp theo là hàng nghìn, 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Và cuối cùng là hàng chục nghìn, 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Như vậy, 38.726 cộng với 40.954 bằng 79.680. Tiếp theo, các em sẽ thử lại bằng cách các em lấy tổng là 79.680 trừ đi một trong hai số hạng. Nếu kết quả đúng bằng số hạng còn lại thì chứng tỏ là các em đã thực hiện phép tính đúng. Ở đây các em sẽ lấy tổng là 79.680. Các em trừ đi một trong hai số hạng. Cụ thể ở đây là trừ đi số hạng 40.954. Nếu kết quả đúng bằng số hạng còn lại, tức là bằng 38.726, thì chứng tỏ là các em thực hiện phép tính hoàn toàn đúng. Ở đây, để thực hiện phép trừ, thì các em sẽ trừ lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của số bị trừ và số trừ theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Đầu tiên, các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, các em lấy 0 trừ 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. Sau đó các em lấy 5 cộng 1 bằng 6 và lấy 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. Tiếp theo, 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Sau đó lấy 0 cộng 1 bằng 1 và lấy 9 trừ 1 bằng 8, viết 8. Cuối cùng, các em lấy 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Như vậy, 79.680 trừ đi 40.954 đúng bằng số hạng còn lại, tức là bằng 38.726. Tiếp theo các em sang câu B. Câu B các em thực hiện phép tính 42.863 cộng với 29.127 bằng bao nhiêu? Ở đây để thực hiện phép cộng, các em cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, chúng ta lấy 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Tiếp theo, 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy, 42.863 cộng với 29.127 chúng ta được kết quả bằng 71.990. Bây giờ các em sẽ thử lại phép tính như sau. Các em sẽ lấy tổng là 71.990 trừ đi một trong hai số hạng. Cụ thể ở đây là trừ đi số hạng 42.863. Nếu kết quả đúng bằng số hạng còn lại, tức là bằng 29.127, thì chứng tỏ là các em đã thực hiện phép tính đúng. Ở đây, để thực hiện phép trừ, thì các em trừ lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của số bị trừ và số trừ theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Đầu tiên, các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. 0 không trừ được 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
Tiếp theo, lấy 6 cộng 1 bằng 7 và lấy 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. Tiếp tục, 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. Tiếp theo, 1 không trừ được 2, lấy 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1. Lấy 4 cộng 1 bằng 5 và lấy 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. Như vậy, 71.990 trừ đi 42.863 đúng bằng số hạng còn lại, tức là bằng 29.127. Tiếp tục, các em sang câu C. 92.714 trừ đi 25.091 bằng bao nhiêu? Để thực hiện phép trừ, thì các em cũng trừ lần lượt các chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ phải sang trái. Từ phải sang trái, bắt đầu các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 1 không trừ được 9, lấy 11 trừ 9 bằng 2, viết 2 nhớ 1. Tiếp theo, lấy 0 cộng 1 bằng 1 và lấy 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. Tiếp tục, 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Tiếp theo, lấy 2 cộng 1 bằng 3 và lấy 9 trừ 3 bằng 6, viết 6. Như vậy, 92.714 trừ đi 25.091 bằng 67.623. Bây giờ các em sẽ thử lại phép tính bằng cách lấy hiệu cộng với số trừ. Nếu kết quả đúng bằng số bị trừ thì chứng tỏ là các em thực hiện phép tính hoàn toàn đúng. Bây giờ thử lại, các em sẽ lấy hiệu là 67.623. Các em cộng với số trừ là 25.091. Nếu kết quả đúng bằng số bị trừ là 92.714 thì chứng tỏ là các em thực hiện phép tính đúng. Ở đây, các em sẽ cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Từ phải sang trái, bắt đầu các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 6 cộng 0 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Như vậy, kết quả đúng bằng số bị trừ, tức là bằng 92.714. Tiếp theo, các em sang câu D. Câu D, các em thực hiện phép tính 8.300 trừ đi 516 bằng bao nhiêu? Ở đây, để thực hiện phép trừ, thì các em cũng trừ lần lượt các chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Từ phải sang trái, đầu tiên các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. Sau đó lấy 1 cộng 1 bằng 2 và lấy 0 trừ 2. 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1. Tiếp theo, lấy 5 cộng 1 bằng 6 và lấy 3 trừ 6. 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Cuối cùng, 8 trừ 0 nhưng do nhớ 1 thành 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. Như vậy, 8.300 trừ 516 bằng 7.784. Bây giờ các em sẽ thử lại bằng cách lấy hiệu cộng với số trừ. Nếu kết quả đúng bằng số bị trừ, tức là bằng 8.300, thì chứng tỏ là các em thực hiện phép tính đúng. Ở đây các em sẽ lấy hiệu là 7.784 cộng với số trừ là cộng với 516. Để thực hiện phép cộng này, các em cũng cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là theo chiều mũi tên. Đầu tiên, các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 5 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. Cuối cùng, 7 cộng 0 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Như vậy, 7.784 cộng với 516, kết quả đúng bằng số bị trừ, tức là bằng 8.300. Tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42.640m. Giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất là 6.280m. Hỏi trong 2 giờ, ô tô đó chạy được tất cả là bao nhiêu km? Thì để tính xem, trong 2 giờ, ô tô đó chạy được tất cả là bao nhiêu km?
thì các em cần phải biết giờ thứ nhất ô tô chạy được là 42.640 m. Như vậy giờ thứ hai chạy được là bao nhiêu mét? Sau đó các em sẽ lấy giờ thứ nhất cộng với giờ thứ hai, số mét chạy được trong giờ thứ nhất cộng với số mét chạy được trong giờ thứ hai thì các em sẽ ra kết quả. Và sau đó các em sẽ đổi kết quả ra số đo có đơn vị đo là km. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Đầu tiên chúng ta có giờ thứ hai ô tô chạy được số mét là giờ thứ nhất biết rồi, bây giờ các em sẽ tính giờ thứ hai là ô tô chạy được bao nhiêu mét, sau đó các em sẽ lấy số mét mà giờ thứ nhất chạy được cộng với số mét giờ thứ hai chạy được. Giờ thứ hai ô tô chạy được số mét là do giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất cho nên các em sẽ lấy giờ thứ nhất là 42.640 trừ đi 6.280 và kết quả bằng 36.360 m. Giờ thứ hai ô tô chạy được là 36.360 m. Như vậy trong 2 giờ ô tô đó chạy được số mét là các em lấy giờ thứ nhất là 42.640 cộng với giờ thứ hai là 36.360, kết quả bằng 79.000 m. Ở đây bài toán hỏi trong 2 giờ ô tô đó chạy được tất cả là bao nhiêu km chứ không phải là bao nhiêu mét. Như vậy các em sẽ đổi 79.000 m ra số đo có đơn vị đo là km. 1.000 m bằng 1 km, như vậy 79.000 m sẽ bằng 79 km. Do đó chúng ta sẽ có trong 2 giờ ô tô đó chạy được là 79 km, đáp số là 79 km. Tiếp tục các em sang bài tập số 3. Câu A là vẽ theo mẫu. Các em sẽ quan sát hình mẫu trong sách và bài tập và vẽ như sau. Tiếp theo các em sang câu B. Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích là 1 cm2 như hình dưới đây. 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích là 1 cm2. Như vậy, ta có diện tích hình mẫu trong câu A là bao nhiêu cm2? Ở đây để biết để tính được diện tích hình mẫu trong câu A thì các em sẽ nối 4.1 tạo thành một ô vuông. Cứ 4 chấm tạo thành một ô vuông, các em sẽ nối 4 chấm lại. Và cuối cùng các em sẽ tính xem là có tất cả là bao nhiêu ô vuông. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 ô vuông. Mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm2. Như vậy 10 ô vuông sẽ có diện tích là 10 x 1 và bằng 10 cm2. Ta có diện tích hình mẫu trong câu A là 10 cm2. Thì như vậy bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.